ơi, múa 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 đẹp đẹp vậy ha. Đẹp 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 đẹp. Hay hay lắm. Hay lắm, cao đi. Chị không thấy gì hết. Cao đi. Bây giờ tham quan đây. Thôi được rồi. Mua thì cũng đẹp, nhưng mà nói thiệt, ta thích coi mua lần hơn. Dạ bẩm sếp. Sao? 8 tháng 3 vừa rồi em với gậy đi chơi, mới gỡ có cái đùi thôi mà giờ nó kêu dính bầu rồi. Sếp cho em nghỉ mấy ngày nha, em đi tìm một cái nhà hút nó về cái. Không thôi ba má của nó đưa em lên phường là chết luôn. Trùng hợp vậy, ta cũng có một căn đang trèo bán, nhiều kỷ niệm nên ta cũng thấy hơi tiếc. Diện tích hơn 3,000 m², có camera an ninh, tường chống đạn, công an tuần tra 24/24. Phòng ngủ thì nhiều vô số kể, giá cả thương lượng. Nhà nghe cái được quá, cái nhà nghe cũng được. Ừ, cái nhà này ngon á. Nhà ở đâu vậy? Bí mật, đâu cả người biết nhà ở đâu á. Anh cũng thích nghe cải lương nữa hả? Em cũng vậy nè, em thích nghe nhạc hip hop lắm. Nói cho anh nghe cái này, hôm qua chị em của em đi chùa ở quận 9 á. Cái nhìn thấy cái dự án căn hộ VinCity đã quá trời luôn. Em cũng thích ở chung cư lắm. Mua cho em căn yên. Bao nhiêu tiền một căn hả? Chỉ cần 700 triệu là mua được một căn một phòng ngủ rồi. Có chất lượng không? Chất lượng đạt chuẩn 3 sao mà giá có 1 sao hả? Cho ta quất cái rồi mua hả? Bậy bạ quá đi. Là hung đó má. Má đang nghĩ cái gì? Em nghĩ cái gì mà khán giả đang nghĩ? Mày dẹp đi. Mặt thì đẹp mà không có đánh răng, biến dùm cái. Đâu có đâu, em có đánh hồi tuần trước mà. Vui là con gái. Vị trí đẹp quá trời luôn. VinCity nữa xây ở đây hả sư phụ? Ta nghe nói khoảng 23-25 tầng lận. Ý, sư phụ đổi đồ cho con chi vậy? Con mặc đồ vest như vậy nhìn mới lịch sự. Bữa sư phụ có đi coi trái mô hình con công không? Bạn con nói chỉ là bia thôi à. Sư phụ thấy làm sao? Thời buổi bây giờ vàng thao lẫn lộn, mọi người mất niềm tin vào cuộc sống cũng là chuyện bình thường thôi. Mình cứ làm những gì mình cho là đúng đi hả? Thằng nào nói kệ cha nó. Thôi kệ đi, giờ mình đi mua nhà sư phụ ha. Quy mô tới 300 hecta, dữ ha. Hello, tới mua nhà hả anh đẹp trai? Áo hường cũng tới mua nhà hả? Không gian thoáng mát, lại giáp hai mặt sông đã thiệt chứ. Tôi với cái 900 triệu hai vòng ngủ rồi. Trả trước chỉ 10% là được cái hộ khẩu thành phố luôn. Hả? Bởi tao nói đẹp trai mà có điều kiện cũng khổ lắm. Đổ quá đi má ơi. La 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 la. Con nho kìa, mày giật chồng của chị ha cưng. Có tin chị huynh cưng bốc hơi luôn không? Em đâu có biết chồng chị là ai. Có khi nào đánh ghen lộn không má? Hôm nay em thấy vỏ nhạn nhỏ này chơi chồng chị á. Em bị loạn thị chứ em nhìn rõ dữ lắm. Bà nội cha nó loạn thị mà nó kêu nhìn rõ hết trời. Áo hường là chồng chị á, len phen là chị cao rách mặt nghe cưng. Ông là sư phụ cũ của con đó má. Chết cha, đánh ghen lộn rồi mấy đứa ơi. Xin lỗi làm gì ghê vậy? Xin nhìn nhở nha.